Estonia nói quân nhân NATO đã tới Ukraine để huấn luyện binh sĩ. Estonia, một thành viên NATO cho biết một số quân nhân của các nước thuộc liên minh đã tới lãnh thổ Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng Kiev trong cuộc chiến với Nga. Thủ tướng Estonia Kazakalas cho biết quân nhân từ một số quốc gia thành viên NATO đang huấn luyện binh sĩ của Kiev trên lãnh thổ Ukraine. Bà tin rằng điều này sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga vì các quân nhân đang làm việc đó tự nguyện và họ phải tự chịu rủi ro, bà Kalas trả lời Financial Times hôm ngày 20 tháng 5. Sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Sharakova kêu gọi và lãnh đạo Estonia thông báo cho công chúng một cách chi tiết hơn về những nhiệm vụ nói trên. Bà Kalas là một trong những người ủng hộ tích cực nhất cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Bà từng chỉ trích các chính trị gia phương Tây do dự trong việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà cho rằng, việc NATO triển khai các huấn luyện viên tới Ukraine sẽ không dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, dựa trên thực tế là những quân nhân này không nằm trong điều khoản bảo vệ lẫn nhau theo Điều 5 của Liên minh. Tôi không nghĩ rằng nếu ai đó huấn luyện viên NATO bị thương ở đó, thì những quan chức cử người đến sẽ nói điều đó kích hoạt Điều 5 và hãy ném bom Nga. Đó không phải là cách mà điều khoản đó hoạt động. Nó không tự động xảy ra nếu các nước cử người của mình đến giúp đỡ người ukraine thì bạn biết ukraine đang có chiến sự và bạn sẽ đi đến vùng nguy hiểm vì vậy bạn phải chấp nhận rủi ro bà nói thêm nato đã huấn luyện một số binh sĩ ukraine trên các lãnh thổ của các quốc gia thành viên bao gồm anh đức ba lan dạy họ cách sử dụng vũ khí do phương tây tài trợ theo một số ý kiến trong nato thực hiện hoạt động huấn luyện trên đất ukraine sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn từ quan điểm hậu cần bà Kalas cũng đứng về phía Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người cho rằng không thể loại trừ khả năng NATO triển khai chính thức quân đội tới Ukraine để ngăn Nga chiến thắng. Ông Macron cho hay chính sách mơ hồ chiến lược này có thể khiến Moscow phải suy đoán về ý định của khối.